Chào các bạn học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay cô và trò mình sẽ cùng vào học một chủ đề mới. Đó là chủ đề 8 loài vật có ích. Mình sẽ cùng nhau học bài vẽ vật nuôi trong nhà. Trước khi vào vẽ bài mới, cô và trò mình cùng xem qua những bài vẽ của những bạn tuần trước đã làm bài rất là tốt và gửi đến cho cô nha. Bài đầu tiên, bài của bạn Lương Bảo Quyên lớp 1-4. Bài của bạn Gia Kiên lớp 1-4. Bài của bạn Ngọc lớp 1-5. Bài của bạn Gia Long lớp 1-4. Bài của bạn Nhật Vi. Bài của bạn Phương Linh. Bài của bạn Thảo Nguyên lớp 1-5. Bài của bạn Hải An lớp 1-3. Đó là những bài vẽ rất tốt gửi đến cho cô trong tuần vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã ở nhà chăm chỉ học tập suốt tuần vừa qua. Bây giờ cô và trò mình sẽ cùng qua một chủ đề mới. Chúng ta sẽ đi cùng phần một nhỏ, phần quan sát và nhận xét. Các bạn sẽ cùng cô xem video dưới đây, xem những con vật nuôi ở trong nhà là những con vật nào các bạn nhé. Vật nuôi trong gia đình qua hình ảnh, kêu các bé nhé. Con chó. Con chó. Con mèo. Con mèo. Con bò. Con bò. Con gà. Con gà. Con lợn. Con lợn. Con thỏ. Con thỏ. Con dê. Con dê. Con ngựa. Con ngựa. Con trâu. Con trâu. Con vịt. Con vịt. Chim bồ câu. Chim bồ câu. Con ngỗng. Con ngỗng. Con ong. Con ong. Con cá. Con cá. Con vẹt. Con vẹt. Con chim. Con chim. Các bé ơi, chúng mình vừa xem được một clip rất là thú vị đúng không? Các bé nhớ nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên được theo dõi những video mới ở trên kênh nhé. Xin chào các bé. À, các bạn đã vừa được xem video những con vật nuôi ở trong nhà. Các bạn có thấy những con vật nào quen với mình không? À, tuần trước mình đã được học bài vẽ về đàn gà. Tuần trước nữa, các bạn đã được cô hướng dẫn học vẽ về con cá. À, tuần này mình sẽ tổng hợp lại, mình sẽ vẽ về những con vật nuôi ở trong nhà. Và bây giờ các bạn sẽ đi qua cái phần hướng dẫn cách vẽ. Sau đây cô cũng sẽ mời các bạn xem tiếp cái video hướng dẫn cách vẽ cái bài chủ đề này như thế nào nhé. Chân và đuôi. Cuối cùng là mình tô màu hoàn chỉnh bài của mình. Cô nhắc lại các bước vẽ, các con lưu ý chú nhớ nhé. Thứ nhất là mình sẽ vẽ thân,
đuôi và bước cuối cùng đó là tô màu hoàn chỉnh bài của mình. Sau khi các con vẽ bài, con xem một số cách vẽ của các con vật khác nhé. Đây là một số cách vẽ các con vật khác. Và cô sẽ cho các con quan sát một số bài mẫu. À, các bạn vừa được quan sát cái video hướng dẫn để mình biết cách làm bài. Để vẽ con vật quen thuộc, các bạn sẽ chọn cho mình con vật nào mà mình yêu thích nhất. Các bạn có thể là chọn cho mình con cún, con mèo, con trâu, hoặc là con dê, hoặc là con vịt, hoặc là con cá, tùy thích. Các bạn sẽ chọn vẽ con vật và nhớ vẽ thêm hình ảnh phụ để cho bài được đẹp hơn nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng qua đến phần thực hành các bạn. Đây, cô cho các bạn quan sát một bài mẫu. Bài mẫu này là vẽ hình ảnh của chú gà trống và một con vịt. Hai con này đang đứng ở cạnh bờ ao. Hình ảnh chú gà trống và con vịt là hình ảnh chính cho nên sẽ vẽ lớn ở giữa của tranh. Và sau đó mình sẽ vẽ thêm cảnh phụ, ví dụ như là cỏ cây nè, vẽ thêm hồ nước nè. Ngoài ra ở phía trên này thì các bạn có thể vẽ thêm mây, mặt trời. Nhưng cô đặc biệt lưu ý các bạn nha. Khi làm bài xong, nhớ tô màu thật là cẩn thận cho cô. Thứ hai là tô màu đầy đủ vào hình vẽ và tô màu đầy đủ vào hình nền giúp cho cô. Rất nhiều bạn gửi bài đến cho cô. Các bạn chỉ tô hình vẽ chứ không tô hình nền. Mặc dù có những bài vẽ rất là đẹp, nhưng các bạn nhớ nhé. Nhớ tô màu đầy đủ giúp cho cô. Và sau đây có một số dặn dò các bạn cần nhớ dùm cô. Các bạn sẽ làm bài tập vào giấy trắng trong vở. Bạn nào không đem vở về thì các bạn sẽ làm bài vào giấy tập. Và cô nhắc lại một lần nữa, đó là các bạn chú ý vẽ hình lớn, rõ ràng. Vẽ xong tô màu vào hình vẽ và tô màu vào hình nền giúp cô nhé. Tiếp theo nữa là các em được phép sáng tạo trong cách vẽ và cách tô màu. Làm bài xong các em nhớ ghi họ tên và lớp của mình vào trong bài vẽ nhé. Và cuối cùng đó là các bạn nhờ phụ huynh chụp bài lại và gửi đến lớp mình giúp cô nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài giảng của cô ngày hôm nay. Chúc các bạn ở nhà học tập vui vẻ.